Nhưng mẹ ơi, hãy chờ con nha. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi tới gặp mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Sự thật đắng cay, tình thương đặt nhầm chỗ. Cậu là ai? Ông nói tôi biết sự thật thì mẹ tôi làm gì? Cô ta đã nhẫn tâm dứt bỏ hai đứa con mới ra đời của mình, khi tình yêu bị kéo vào vòng xoáy trả thù. Cậu thích Jack có đúng không? Rose! Ê! Jack! Anh nghĩ là tôi vẫn còn yêu một người như anh sao? Tôi khinh anh. Tôi muốn chết ngay bây giờ. Anh muốn chết thì tùy anh. Đón xem Xin Lỗi Anh Yêu Em, lần đầu tiên phát sóng.